con gà trống kiêu căng. Gà trống non có bộ lông đẹp tuyệt vời, lông đuôi của nó óng mượt, nhiều màu sắc, trông già cứ ngỡ như là đuôi công. Còn tiếng gáy của gà trống non thì vừa rõng rạc, vừa âm vang. Gà trống non hãnh diện về bộ lông và tiếng gáy của nó lắm. Vì thế, nó sinh ra kiêu căng, coi thường gà mái, vịt vàng và cún con. Suốt ngày nó ưỡn ngực, dạo chơi quanh sân, chẳng thèm ngó ngàng gì đến các bạn. Một hôm, gà trống non khoe với gà mái: "Này, dính tiếng gáy của tôi làm mặt trời tỉnh giấc đấy." Gà mái cãi lại: "Ồ, không phải đâu, bạn đừng có nói khoác." Gà trống non lại chạy đi, khoe với vịt vàng: "Này, chính tiếng gáy của tôi làm mặt trời tỉnh giấc đấy." Vịt vàng cười nói: "Tôi thì lại thấy mặt trời mọc nên gà mới gáy đấy chứ. Tiếng gáy của bạn làm sao đánh thức được mặt trời?" Gà trống non trắng thèm nghe vịt vàng nói. Nó chạy đến bên cún con và nói: "Này, chính tiếng gáy của tôi làm mặt trời tỉnh giấc đấy." Cún con vẫn nằm đó và nói: "Ồ, chẳng phải đâu, đó là do mặt trời mọc làm mọi người tỉnh giấc thôi." Gà trống non chẳng thèm nghe cún con nói. Nó bỏ ra sân chơi và nghĩ thầm: "Được, rồi sáng mai sẽ biết." Sáng hôm sau, sau khi rõng rạc cất tiếng gáy, gà trống non để ý ngắm xung quanh. Quả đúng thế, nghe tiếng của nó, thiên hạ bắt đầu tỉnh dậy. Chim chích chòe hót véo von trên ngọn tre, trâu cành cọ đôi sừng dài nghêu lọc cọc vào cột chuồng, vịt vàng lạch bạch ra bờ ao, cả ông mặt trời cũng ló đầu ra khỏi tấm rèm mây hung hung đỏ, gương mặt hồng hào và tròn chặn. Gà trống non cảm tưởng như ông mặt trời đang mỉm cười với nó. Gà trống non hí hửng chạy tới chỗ gà mái, vịt vàng và cún con. Nó hét lên: "Hãy mở to mắt ra mà xem tiếng gáy của ta đã đánh thức tất cả thiên hạ dậy." Gà mái, vịt vàng và cún con quay mặt đi, chẳng nên phí lời với những kẻ nói khoác. Gà trống non tức đỏ mặt lên, chẳng thèm nói chuyện với ai. Nó nhảy lên đống rơm và thỉnh thoảng lại gáy thật to ra oai. Cả ngày hôm đó, gà trống non lang thang ngoài nắng và còn gáy to nên nó đã bị ốm. Suốt đêm hôm ấy, gà trống non nằm rên rỉ vì đau. Mãi tới lúc gần sáng, nó mới chợp mắt ngủ được. Khi tỉnh dậy, nó thấy chuồng gà đã vắng tanh vắng ngắt từ bao giờ. Ngoài vườn, gà mái, vịt vàng và cún con đang dạo chơi. Phía trên rặng tre, mặt trời đang le lói. Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, mặc dù không có tiếng gáy của nó.